Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và trong chương trình tư vấn du học Úc hôm nay, Tân Đại Dương sẽ trả lời thắc mắc của bạn Mai Phương ở thành phố Hồ Chí Minh về du học Úc. Bạn ấy có đặt câu hỏi cho Tân Đại Dương như sau: tôi đã hoàn tất chương trình cao đẳng tại Việt Nam và đang có dự định du học chương trình cử nhân tại Úc. Vậy tôi phải chuẩn bị các chi phí nào khi quyết định đi du học và có phải đóng toàn bộ học phí trước khi sang Úc hay không? Cảm ơn câu hỏi của bạn Phương. Khi mà bạn quyết định du học Úc, bạn cần chuẩn bị trước các chi phí ban đầu như sau: phí học phí đóng cho trường đối với bậc cử nhân trung bình từ 14.000 đến 24.000 đô la Úc một năm tùy vào trường mà bạn chọn học; phí bảo hiểm sinh viên quốc tế từ 360 đến 600 đô la Úc một năm; phí ghi danh, phí làm thẻ học sinh, phí tài liệu học tập tùy theo quy định của nhà trường; chi phí ăn ở khoảng 10.000 đô la Úc một năm tùy theo chi tiêu của mỗi cá nhân mà mức phí này có thể cao hơn. Ngoài ra, khi nộp hồ sơ xin visa thì phải đóng phí xét duyệt visa cho lãnh sự quán là 12.511.000 Việt Nam đồng và phí khám sức khỏe tại cơ quan khám là 70 đô la Mỹ. Và học phí không cần phải đóng hết mà được đóng làm nhiều lần. Lần thứ nhất, ngay khi có thư mời nhập học của trường và trước khi nộp hồ sơ xin visa, chi phí cần đóng gồm có đặt cọc học phí tùy theo quy định của từng trường, thông thường là 100% khóa học tiếng Anh dưới 25 tuần hoặc 50% khóa học tiếng Anh trên 25 tuần và học phí một học kỳ khóa học chính. Phí bảo hiểm toàn khóa, phí ghi danh, phí tài liệu, phí thẻ học sinh, sinh viên nếu có, tất cả chi phí cần đóng lần một được thể hiện rõ trong thư mời. Lần hai là đóng theo kỳ học và đóng vào đầu kỳ các kỳ học. Như vậy, nếu bạn nào chưa có bằng IELTS hoặc TOEFL thì sang Úc học tiếng Anh trước, sau đó vào học đại học thì sau khi học xong khóa tiếng Anh và một học kỳ khóa chính thì gia đình mới phải tiếp tục đóng tiền học phí tiếp theo. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về du học Úc cũng như là thủ tục hồ sơ du học Úc như thế nào thì các bạn có thể liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc các bạn có thể gọi đến số hotline để được tư vấn miễn phí 38382080, cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com chuyên mục du học Úc để tìm hiểu thêm về các trường tại Úc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.